Xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đây!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.